Chuyển sang phần tin tí tức quốc tế, tỷ phú Elon Musk, 49 tuổi, doanh nhân sở hữu tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX đã trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi vượt qua tỷ phú Jeff Bezos của tập đoàn Amazon. Theo đó, thì tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk, một kỹ sư sinh ra tại Nam Phi, đạt 188,5 tỷ đô la Mỹ lúc 10 giờ 15 phút ngày 7 tháng 1 theo giờ của New York, Mỹ, nhiều hơn cả Jeff Bezos 1,5 tỷ đô la Mỹ người đã nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới từ tháng 10 năm 2017. Trong năm vừa qua, tài sản dòng của tỷ phú này đã tăng hơn 150 tỷ và đây có thể nói là kỷ lục về làm giàu nhanh nhất trong lịch sử. Và góp phần vào thành tích này là một đợt tăng cổ phiếu chưa từng có tiền lệ của Tesla với mức tăng là 743% trong năm ngoái nhờ lợi nhuận ổn định.